ăn uống cho đúng, tức là muốn có sức khỏe đầu tiên, muốn cho cái cơ thể khỏe mạnh, ăn uống thở đúng à, nó nghe cái nguyên tắc thứ nhất. Thì ăn uống bây giờ anh khí công phải dạy anh là buổi sáng đâu rồi ăn uống thì giống như mẹ cha nuôi đó, là nguyên tắc là một. Mà món ăn bây giờ là phải thực dưỡng, tức là cái có chất dinh dưỡng thật sự trong đó, hiểu chữ thực dưỡng là vậy. Mà món ăn này theo menu của cha mẹ cho ăn, lấy cái đó moi lại mà làm cái thực đơn trong bữa ăn, học lại như cũ. Chứ buổi sáng hồi trước mẹ mình hay cho ăn gì coi lại, trưa có cho ăn gì, chiều có ăn gì, những món ăn ngon bà cho mình ăn gì, món ăn dở nhất là món ăn gì mà bà nuôi mình, mà món ăn gì anh gặp bà già nói ra hết, mình thấy nó hàng trăm món giờ anh nấu là anh ăn khỏe liền nè. Cái đó là gì? Tại vì cái đó là cái nền tảng cái nhà của anh, nó xây bằng những cái vật liệu đó. Giống như nhà tôi, nhà tao tao nhà nghèo, tao lấy đất tao đắp, tao làm cái tường, thì cái nhà cơ thể anh là dùng đất làm tường chứ không được dùng xi măng cốt thép. Anh dùng xi măng thép thì cơ thể anh hào nó vậy. Nhà nghèo thì con mẹ anh nói nhà tao mình không có tường thì tao lấy đất đất sét tao xây, tao đắp đổ, tao trộn với muối gì gì đó, tao làm cái tường, tao đắp đá đây. Cái tường của anh vậy. Còn thằng nhà giàu là bê tông cốt thép, nhưng mà hai thắt hai cái thằng ngang nhau à. Nhưng mà anh lấy bê tông thép nuôi anh là anh chết, thành ra anh ăn đồ bổ là anh lại yếu đi, mà anh ăn đồ nghèo của bà già anh lại khỏe ra. Nhiều người không có hiểu, chứ phải ăn bổ là anh ngon hơn hơn mẹ anh. Nó sai lầm chỗ đó, tại cái cấu trúc tế bào anh nó hình thành bằng mẹ anh xây dựng từ đầu, nó lấy những cái vật liệu gì nó xây cơ thể anh ra. Do đó anh muốn ăn uống đúng thực dưỡng là ăn uống theo cái menu mẹ mình nuôi mình từ bé đến lớn, tới lớn tới lúc trưởng thành. Bây giờ hỏi tại sao mẹ mình nó thương mình, nó không bao giờ nó ngu mà nó không cho ăn mà đủ chất bổ cho mình để mình không bệnh, mà mình không bệnh tức là bả nuôi rất là giỏi. Bây giờ mình nuôi còn thua bả, ở nuôi 16 năm không có bệnh hoạn gì, khỏe không bệnh xong mình mới 16 năm mình gây đủ thứ bệnh rồi thua bả. Thì tại lại không không học cái thực dưỡng của bà, cách ăn uống của bà đi. Đó là nguyên tắc thứ nhất về thực dưỡng trong khí công. Còn thở, thằng con nít biết gì thở, mới đẻ biết có thở ba thì rồi thở bụng thở bộ hổ, hổ gì đâu, bình thường thiên nhiên như vậy. Tại sao tụi mình sửa lại không sửa được đó, thành ra nguyên tắc về ăn uống là theo ban đầu rồi thở thở như con nít. Thấy không? Tại sao nó như con nít là vậy? Là cái nguyên tắc là không được thay đổi cái này. Anh thay đổi là sai hết. Cái đó là sự tự nhiên của một con vật. Bây giờ chứng minh con cọp, con mèo nó thở làm sao? Nó đâu có ba thì hít ba hơi nín mà hơi thở. Mẹ, có con cọp nào luyện cái đó đâu? Có con mèo lại nó mà đụng nó tát anh là cái chết liền. Con sư tử nào tập tạ không, con sư tử nào yoga không, sao con đụng nó coi nó đập đến chết mẹ luôn. Người nó không học vậy đó, 2000 năm nay bây giờ nó, anh nói là anh giỏi hơn nó, nhưng thế kỷ 21 chó vẫn sống chung với anh, nó không có tập vậy, không học, nó không có tập thể thao, không tập gì, nó cũng vẫn sống chung là chó đứng cạnh nó đó nè. Tôi có học học với anh đâu, con học yoga sao tôi sống được, nó có cái gì? Cái đó là thiên nhiên dạy nó. Hoa đà gọi là ngũ cầm hí, là những cái bài mà con thú nó múa đi chơi giỡn, mà những bài khí công không, và ông chế ra bài, ông lấy hết những cái tinh tinh túy trong mấy con thú vận động, ông chế ra bài ngũ cầm hí, là những trò đùa giỡn của con thú, là bí mật của ngành khí, lấy khí của trời đất vô người đẻ ra không cần thuốc men, mà sinh vật nó tồn tại theo cùng với con người, mặc dù nó không có kiến thức, không có văn hóa gì, nó có vận động tự nhiên, nó phải lấy cái này. Từ đó biết là tất cả vận động khí công phải xuất phát từ thiên nhiên, giống như con thú nó vận động thôi, thì khí công phải lấy cái đó làm chuẩn. Nếu động tác khí công anh không giống của thiên nhiên là do đó, những cái bài học khí công thầy dạy mình không phải ổng chế ra có sẵn, ổng bắt mình múa giống giống như cái động tác vậy nè, thấy không, là đó vậy nè, là con thú nó leo cây á, nhưng mà cái động tác này là nó làm cái cổ nở ra. Anh để hai bàn tay đi nè, anh nắm cái tay thầy đi, nắm chặt, nắm chặt đi. Anh đẩy lên đấy đó, anh thấy cái cổ phòng không? Nó leo cái cổ phòng ra, cái cổ nó cái này là gọi là khí của cổ. Luyện khí cổ là hai tay nắm như leo leo, đó gọi là con gấu nó leo cây.
gấu cổ bự. Thành ra đó, thì cái động tác muốn cho cái cổ mình là cái tay phải giống giống vậy. Anh thấy là đang bí quyết của thi công là nó tay nó để vậy thôi, kéo anh để cái đó là tay thầy để cái bằng tay tay như vô anh, nhưng mà anh để tay về để ngay cái cổ này nè. Anh tưởng tượng anh có cái một cái cây vô hình đẩy mạnh lên cái cổ nó phòng mà. Để không nhúc nhích bằng tay, cái cây nó cứng ngắc mà, đẩy đẩy ôm cái cây anh đẩy lên cái thấy phòng ra, rồi lên cái cây đẩy xuống nó phòng ra phòng xẹo hay lắm. Thấy bí mật cái gì thiên nhiên nó vậy mà nó không làm vậy thì bắt chước nó thôi. Bây giờ nắm cái cây vô hình để nguyên cái tay không nhúc nhích, tưởng tượng đẩy lên thì cái cổ nó phòng khác này, đây nè, để tay đẩy cái tay thầy lên đấy, thấy không? Rồi giờ để nè, anh đẩy xuống lấy hai cái phòng khác nhau là cái tay thầy để vô đó. Bây giờ không có tay thầy, tưởng tượng anh để làm lại, anh để cái tay lại rồi anh để không nhúc nhích, anh đẩy lên thế nó phòng ra đi, không nhúc không đừng nhúc nhích, để anh lấy tay tay thầy cản nó đông, anh đẩy lên đây nó đâu không được lên, thấy không? Phòng ra, thấy không? Rồi giờ anh đẩy xuống, không nó không được xuống, nó phòng ra. Bây giờ tưởng tượng rồi làm lại, không được lên mà tăng lực nó phòng ra, không được lên đẩy xuống mà không được xuống tăng lực phòng ra. Đó là bí quyết động khí công, thấy hay không? Thành ra cái động tác người khí công nó để vậy, nhưng mà nó có cái ý gì đó mà mình không biết, cái nó là không bao giờ tập được. Nhưng làm cái là cái cổ giờ anh thấy là như nó nuốt nước miếng được rồi không có làm gì. Nó động khí công nó hay là cái những động tác động khí công là nó dùng ý không dùng lực, hay chưa? Nó không dùng lực, đâu có khiêng cái tay thầy đâu. Hồi nãy có tay thầy anh phải đỡ lên đúng không? Rồi có tay thầy đè xuống lực, anh thầm nó dùng lực ha. Bây giờ mày làm mà không dùng lực, khí xuất hiện, khí cổ nó hiện. Đó gọi trong khi gần gọi là khi tập khí công không được dùng lực thì khí nó mới xuất hiện. Nhưng có tay thầy để lại anh lấy lực đẩy lên. Còn bây giờ không có tay tao, mày tưởng tượng thôi, đẩy lên nó khí xuất hiện liền. Anh thấy cái bí ẩn bây giờ. Anh thấy tự nhiên đẩy, nó nở lên nè. Có tay thầy thì nó cũng nở, nhưng mà bỏ tay thầy thì không được dùng lực thì nó lại tác dụng ngược vô đây, nó không bị đè ở đây mà cái nặng, cái áp lực ngoài bàn tay nó đẩy vô chỗ đó trong. Khí là vậy đó. Lực xuất hiện, khí mất, khí xuất hiện, lực mất, nhớ nguyên tắc. Cái tay thầy để vô anh phải chống lực đẩy lên. Giờ lực mất mà tay vẫn đẩy, khí xuất hiện ở trong này nó ngược lại chỗ bên trong. Đó là cái nguyên tắc, nó là nguyên tắc thứ hai là không được dùng lực, dùng ý bất dùng lực. Ý đây là cái ý nó khó nói lắm, thành ra nhiều người không giải thích được chữ ý, dùng ý là cái gì. Khi thầy nói anh mới hiểu ý là cái đó đó, bây giờ giải thích sao đúng không nào nói được. Cái môn khí công là nó là những cái cảm thông của ông thầy với học trò hiểu với nhau thôi. Còn người ngoài nó nghe cũng không hiểu được. Bây giờ nghe clip này cũng khó làm, nhưng mà thầy đã rồi cái anh tự nhiên anh hiểu cái đó. Cái đó đó đó, cái từ đó là cái gì giờ không giải thích được. Đó là khí xuất hiện khi làm đúng động tác khí công. Thì khi anh làm vậy là máu nó lưu thông cái cổ, chống được thoái hóa. Động tác đó là gọi là trạm trang khí công, một thức binh chứng trong ngành khí công. Trạm trang, trạm trang là đứng một chỗ tập chữa bệnh nè, đứng chỗ ngồi chỗ đẩy cái hết bệnh, đâu có nhúc nhích gì đâu, để thôi đấy hết đau. Đó là cái bí quyết, là đó là làm cái đó là một cái kỹ thuật để minh chứng. Bây giờ bắt đầu cái ăn đây nói rồi uống được, khi mà tập trung cái gì làm cái gì anh phải có chuẩn bị rồi làm những cái luận. Thì trước khi tập khí công anh phải từ từ, tức là anh phải thải độc hết đi ỉa đi đái, rồi sau mọi căng thẳng, tức là bởi vì ngày xưa tôi gọi là bế quan luyện công, không cho ai quấy phá nữa. 5 giờ anh tập thì 4 giờ bắt đầu khóa cửa lại, anh ngồi anh giải quyết ỉa đái hết công việc là vật, rồi 5 giờ anh tập trung nửa giờ anh giải quyết hết những cái phiền toái. Thì trong ngành anh có dạy anh làm ngành in, có thằng nào có điện thoại anh được không? Anh đang làm một đố thằng nào điện thoại tao đập chết mẹ tao luôn, tao in là in. Ông xếp hết kêu cũng không được, cho ông kêu kệ tao cũng cấm cú cho in. Nó cắt hết mọi, tự động cái cơ thể nó cắt hết những mọi thông tin để làm in cho sao, ngưng một cái hư việc của tao. Thì cái đó là gọi là cái thần phải tập trung, nó gọi là thần. Cái tinh thần mình phải làm một việc không được làm việc thứ hai, nó gọi là tinh khí thần. Là cái thần anh làm một cái không được nghĩ cái khác, mà phải tự nhiên chứ không phải là
là các khái niệm anh làm khi nó tập trung cao, không biết cái gì xung quanh đó. Đó đó là phải làm sao tập khí công phải có cái tinh thần như vậy mới đúng, là gọi là thần tập trung. Là tập trung này rất tự nhiên, không phải là tự động cắt. Anh làm sao như anh đang làm ngành cái nghề anh mà lúc lăn lên cao điểm, thằng nào đụng tới tao tao đập liền. Anh đang in mà thằng nào đụng tới tay anh coi tức lắm. Phải có cái giận dỗi như vậy mới đúng là người tập trung cao. Đó là cái thần. Còn cái khí hồi nãy nói rồi, không dùng lực mới có khí. Khí là cái gì? Nó có một cái áp lực nó hiện ra, nó đẩy máu tới chỗ đó. Trong khí công, chữ khí gọi là áp lực vô hình hiện ra nơi chỗ mình cần tập, nó đẩy máu đi. Ta gọi là khí tại tập điểm. Mà muốn khí tại điểm là không được dùng lực, và động tác phải tuân theo những quy luật của nhà khí công chỉ, làm đúng thì có. Mới đầu làm chưa quen nữa, làm 10.000 lần chỉ nhích cái tay cái máu pup lên, lấy dùng cái quý công nó xịt cho đó liền. Nó giống như cái nghề anh đi làm giỏi, anh làm mới đầu anh làm 1 giờ được 1.000 cái lỗ, nhớ làm nhanh nữa 1.000 cái đinh nữa, 1 giờ thì là 1 triệu cái đinh nữa. Rất là nhanh, giống như cái thằng thợ hồ, thằng quét vôi, tại sao ngày đầu nó quét 1 giờ có một mét vuông, 10 năm sau quét xong cái nhà một phòng một tiếng xong cái xong hết mà đê quá xong. Còn anh vô quét nhẽo tùm lum lâu, cái vết nhẽo chưa xong nữa. Nó quét là xếp xong hết rồi mà không có một vết nhẽo. Dạ. Thấy không, cái hiệu suất nó cao vậy, tức là nó dùng, nó có tài năng. Cái tài năng của động tác nó gọi là khí, gọi là công lực. Trong khí công gọi là nội công lực 1 năm, gọi là công lực 2 năm, 3 năm, 10 năm là nó quét một cái công lực quét vôi. Còn khí công gì, nó làm một cái khí nó cấp 10 anh. Tức là hồi trước anh tập 1 giờ